Kính chào quý vị và các bạn. Giá xăng dầu ngày mai ngày 11 tháng 3 có thể tăng thêm 8.000 đồng một lít. Chiều ngày mai ngày 11 tháng 3, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ 10 ngày một lần. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8 tháng 3 tăng mạnh so với kỳ tính giá trước. Cụ thể, bình quân xăng RON 92 là 133,83 USD trên thùng, xăng RON 95 là 135,49 USD trên thùng, dầu diesel là 143,55 USD trên thùng. Trong khi đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành trước, xăng RON 92 ở mức 111,345 USD trên thùng và xăng RON 95 là 114,207 USD trên thùng. Dầu diesel là 112,658 USD trên thùng. Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiến tranh Nga và Ukraine khiến cho giá dầu tăng chưa từng có và vượt xa mốc dự đoán của các doanh nghiệp. Với mức này, các doanh nghiệp nhập khẩu đang bị thua lỗ. Hiện chênh lệch giá xăng dầu trong 10 ngày qua ở mức trên 20%, nên kỳ điều hành mới, giá xăng có thể tăng sốc ở mức 1.800 đến 2.400 đồng trên một lít. Lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh nói, giá xăng đang ở mức cao nhất kể từ trước tới nay, khi mỗi lít xăng là 26.830 đồng với xăng RON 95 và 26.070 đồng với xăng E5 RON 92. Theo vị này, giá dầu tăng thẳng đứng đang khiến doanh nghiệp lao đao. Ông kỳ vọng thuế bảo vệ môi trường được điều chỉnh ở mức giá mới để hạ nhiệt giá xăng dầu trong nước. Đồng quan điểm, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho rằng ngày mai giá xăng thậm chí có thể tăng lên 3.000 đồng một lít. Nếu vừa sử dụng quỹ, vừa cho giảm thuế môi trường, giá xăng có thể chỉ tăng 900 đến 1.000 đồng trên một lít. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 7 liên tiếp, chạm mốc 30.000 đồng một lít và là đợt tăng thứ 6 trong năm 2022. Trong khi đó, Bộ Công Thương đánh giá ảnh hưởng của đà tăng dầu thô trên thế giới sẽ tác động lớn đến giá xăng dầu thành phẩm trong nước. Đặc biệt, đẩy giá xăng dầu trong nước đến kỳ điều hành ngày 11 tháng 3 có thể tăng từ 5.000 đến 8.000 đồng một lít so với giá xăng dầu đầu năm 2022. Theo các đầu mối nhập khẩu xăng dầu và cửa hàng bán lẻ, họ đang lỗ khoảng 2.000 đến 4.000 đồng một lít và có nguy cơ lỗ nặng hơn nữa nếu giá xăng dầu liên tục leo thang. Vừa qua, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến phương án giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1 tháng 4 đến hết năm 2022 với mức giảm 500 đồng đến 1.000 đồng so với mức kịch khung đang áp dụng. Song hầu hết các doanh nghiệp, chuyên gia đều cho rằng mức giảm trên là quá ít ỏi so với mức tăng sốc của giá dầu trong tuần qua. Bộ Công Thương đề xuất nên giảm 2.000 đồng thuế bảo vệ môi trường với xăng và 1.000 đồng với dầu. Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất ngày 1 tháng 3, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu như sau. Xăng E5 RON 92 tăng 540 đồng trên lít, xăng RON 95 tăng 550 đồng trên lít, dầu diesel tăng 510 đồng trên lít, dầu hỏa tăng 470 đồng trên lít và dầu ma rút tăng 530 đồng trên kg. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá xăng dầu mới nhất sáng nay ngày 10 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.